Hot hot hot, áo phông One Piece ra mắt theo nhiều mẫu mới anh em ơi. Đặc biệt, ưu đãi miễn phí ship khi mua 3 áo. Link mình để ở mục mô tả nhé. Top 9 vị vua mang ơn Luffy và băng mũ sâm. Hello hello, toàn bộ thủy thủ đoàn đã quay trở lại với kênh YouTube của thuyền trưởng Sam Đi Soi nhá. Mặc dù miệng luôn nói là mình không thích trở thành anh hùng, vì làm anh hùng thì phải chia thịt cho người khác. Ấy vậy mà hễ cứ Luffy đi đến đâu, kẻ xấu lại bị đánh đuổi đến đấy. Mỗi vùng đất, mỗi quốc gia mà băng mũ rơm đặt chân tới đều để lại ấn tượng tốt trong lòng mọi người dân của đất nước ấy. Bởi ý chí tự do và giải phóng mang tên Joy Boy chảy trong người của Kulu, khiến cậu không thể chịu thấy được cảnh những người xung quanh mình bị đối xử một cách ngược đãi, bất công. Nên cứ hễ là một tên ác nhân nào đó, thì anh Lu sẽ tặng cho một cú Gomu Gomu trực diện và ảnh đại diện cho bõ tức. Mà đã là main thì nó bao giờ thua đâu cơ chứ. Nhờ vậy mà Lu đã cứu giúp được rất nhiều quốc gia trong suốt hành trình của mình. Giờ đây có rất nhiều vị vua mang ơn Luffy và băng mũ rơm, chính những người hùng, vị cứu tinh trong mắt các bậc quân vương ấy. Đã thế thì hôm nay, soi tới cùng anh em sẽ tìm hiểu qua trước video Top 9 vị vua mang ơn Luffy và băng mũ rơm nhá. Wapol. Wapol là một trường hợp đặc biệt, bởi thay vì có chủ ý giúp đỡ, Luffy lại đích thân đá đít hắn ra khỏi vương quốc của mình. Tuy nhiên đây lại đánh dấu một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của tên này, khiến hắn thậm chí còn leo lên vị trí cao hơn trước đó. Bị lạc trôi khắp đại hành trình, Wapol cosplay cô bé bán diêm để kiếm sống qua ngày. Mà các anh em biết rồi đấy, có ai mua diêm của cô bé bán diêm đâu. Wapol vì thế sống cảnh cơ cực bẩn hàn đến mức phải kiếm đồ ăn tại bãi rác. Tuy nhiên bằng một cách vi diệu nào đó, Wapol đã tận dụng được năng lực trá quỷ Bakubaku no Mi để chuyển hóa rác thành những món đồ chơi độc lạ. Nói thẳng ra là ị ra đồ chơi đấy anh em ạ. Rồi từ một cửa hàng đồ chơi, hắn đã xây dựng được một nhà máy sản xuất đồ chơi riêng cho mình. Một thứ vật liệu mới có tên Wapol Metan được tìm thấy trong những món đồ chơi này. Đây được coi là loại hợp kim tốt nhất trên thế giới, có khả năng ghi nhớ ký ức và được rất nhiều người ưa chuộng. Frankie còn sử dụng nó để chế tạo ra tướng quân Frankie. Với đế chế sản xuất đồ chơi và Wapol Metan của mình, tên Wapol nhanh chóng trở nên giàu có, nhiều tiền không đếm xuể. Ước tính phải hơn con số 400 củ nhân mấy chục lần là ít. Hắn còn kết hôn với Miss Universe, được chính phủ thế giới giao cho hắn một vương quốc để cai quản. Hắn đặt tên cho nó là Black Room. Còn Wapol thì một bước leo lên lại chỗ đứng cũ là một vị vua như xưa. Sau câu chuyện về hành trình đổi đời của Wapol, chúng ta rút ra được một kết luận. Đi lên từ đáy xã hội thì đã sao? Danton. Danton từng là vị tướng phục vụ cho hai đời vua của vương quốc Room, Wapol và cha quán. Lúc đầu, anh từng tỏ ra khá vâng mệnh Wapol, kể cả khi hắn có bắt hết các y sĩ giỏi nhất của vương quốc về để chữa trị riêng cho mình. Danton dù biết sai, vẫn không hề phản kháng. Nhưng sau khi chứng kiến cái chết như không chết, đầy cao thượng của bác sĩ Hilulak, Danton đã khóc và thẳng thắn đứng ra trái lệnh quốc vương, rồi không may bị tống giam vào tù. Một thời gian sau, vương quốc Room bị nhóm hải tặc 5 người của dầu đen tấn công. Khác với vị vua của mình, hèn nhát bỏ đi mà trốn chạy làm hải tặc, Danton lại chọn ở lại chăm lo cho người dân, giúp anh nhận được sự tin tưởng của họ. Danton tỏ ra cực kỳ phẫn nộ cho hành động ích kỷ và tàn nhẫn của Wapol đối với cư dân của Room. Anh đã từng chém Wapol khi hắn quay trở lại Room nhưng không thành, rồi còn bị chôn sống ngược lại. May mà có rổ đầu tảo giúp đỡ. Danton còn có ý định phát nổ luôn mấy tòa lâu đài để giết chết hết mấy tên vua bất nhân này. May thay, Luffy đã giúp anh làm việc đó, đánh bay tên Wapol ra xa khỏi đất nước và giải phóng người dân khỏi ách thống trị của hắn. Vương quốc Room từ đó đổi tên thành Sakura, còn Danton được tôn lên làm vua. Cobra là vua của vương quốc Alabasta, cha của Vivi. Cobra từng bị người dân hiểu lầm và mang tiếng xấu bởi chiêu trò mang tên cột nhảy múa của Crocodile, khiến họ nghĩ rằng do ông mà tất cả các vùng lân cận khác trong vương quốc không có mưa. Mr. Two Bon Clay làm theo lời của cá sấu, giả dạng đức vua rồi phát biểu linh tinh để làm tăng thêm sự căm phẫn trong lòng dân chúng, đến nỗi họ còn lập ra cả một tổ chức cách mạng để lật đổ vua Cobra và hoàng gia Alabasta. Alabasta từng rơi vào tình cảnh khốn đốn, thù trong giặc ngoài, đức vua thì bị dân chúng xỉ vả, oan ức mà chẳng biết kêu ai, kẻ thù thì được coi là người hùng, cả công chúa cũng phải cải trang mà trà trộn vào trong lòng địch để cứu đất nước. Cuối cùng, mọi chuyện đã được giải quyết bởi Luffy và mũ rơm. Họ đã tiêu diệt được căn nguyên của mọi sự rối ren là Crocodile và tổ chức Bá Đốc Quốc, đem về sự bình yên cho cả đất nước. Cả băng mũ rơm đã trở thành những người bạn của nàng công chúa tóc xanh, đặc biệt Luffy nhiều lần che chở, bảo vệ và cứu sống Vivi. Cô con gái rượu của Cobra khi Vivi bị phát điện thân phận và khi cô bị Crocodile thả từ trên cao xuống, giúp đỡ cho cả gia đình hoàng tộc và vương quốc cát của ông.
ơn của băng hải tặc mũ rơm là thứ gì đó cực kỳ lớn lao mà Cobra mang nặng suốt đời. Cũng nhờ những sự kiện trên, nhờ cả Luffy và Robin mà Cobra đã phần nào đoán ra được những bí mật trong quá khứ của gia tộc Nefertari. Và sự tò mò sẽ giết chết một con mèo. Vua Cobra liên tục chất vấn Ngũ Lão Tinh trong hội nghị Reverie, khiến ông trở thành cây gai trong mặt họ, cần phải bị diệt trừ. Kết cục là bị chính quyền thế giới ám sát, rồi đổ tội cho Sabo để bịt đầu mối. Alabasta một lần nữa rơi vào cảnh hoang mang cực độ, không biết Pagoda sẽ giải quyết vụ này ra sao đây. Hóng qua đi. Neptune. Mặc dù là vua của đảo người cá, Neptune thường bị các cận thân cho là thiếu trách nhiệm với vương quốc, khiến vợ ông, nữ hoàng Otohime, phải gánh còng lưng. Là dầu ăn, nhưng tính lại nóng như dầu nhớt. Cơ mà đối với người thân và gia đình của mình, thái độ của Neptune lại hoàn toàn khác. Đặc biệt là cô con gái bé bỏng Shirahoshi. Ông bảo bọc nàng công chúa đến mức luôn để cô sống trong lồng kính, ít tiếp xúc với xã hội bên ngoài bởi thứ sức mạnh khủng khiếp tới từ vũ khí của đại Poseidon, khiến Shirahoshi trở thành mục tiêu của các thế lực thù địch dòm ngó. Ông còn cho các con trai của mình thành lập một đội quân chỉ để truy tìm Vanderbacken, kẻ muốn quấy rối con gái ông. Khi thấy tên thiên long nhân Chalos định bắt Shirahoshi về làm nô lệ, Neptune còn tính cho hắn đi ngắm gà khỏa thân luôn nếu không có sự can thiệp của Miosgard. Tại ác đảo người cá, Neptune mới đầu không có thiện cảm lắm với băng mũ rơm bởi lời sấm truyền của Madame Shelley rằng Luffy sẽ hủy diệt toàn bộ đảo người cá, đưa nó chìm trong biển lửa. Ông đã ra lệnh cho người bắt nhóm mũ rơm, nhưng sau đó lại bị đám trẻ trâu phản đam, chiếm luôn lâu đài Ryugu. Sự căm ghét và hiểu lầm giữa họ đã được dẹp sang một bên để đối đầu với băng hải tặc người cá mới, Horizon, kẻ đã ám sát Otohime, giờ lại muốn lật đổ vua Neptune và truyền bá tư tưởng phân biệt chủng tộc đối với con người. Luffy đã cứu Neptune và Shirahoshi khi họ bị tên này hành hạ. Cuối cùng, cậu đã đánh bại hắn. Luffy thậm chí còn cứu công chúa khỏi tên Karibu đang quyết định bắt cóc Shirahoshi khi biết nàng chính là Poseidon. Luffy đã cứu Shirahoshi, cứu cả vương quốc, nên không lạ gì khi Neptune đối xử với cậu và mộng giờ một cách cực kỳ hậu hĩnh. Ông sẵn sàng cho họ kho báu hay bất cứ thứ gì họ muốn. Neptune thậm chí còn muốn cắm cờ băng mũ rơm thay cho cờ của băng Big Mom để đánh dấu sự bảo hộ của họ cho hòn đảo, biến đảo người cá trở thành vùng lãnh thổ đầu tiên nằm dưới sự cai quản của tứ hoàng Luffy. Riku là vương quốc đang trị vì đất nước Red Rosa hiện tại, nhưng vào khoảng 10 năm trước, vua Riku đã để mất đất nước vào tay băng hải tặc Don Quixote. Chỉ sau một đêm, với thủ đoạn lừa đảo tống tiền, Doflamingo đã thành công xâm lược Red Rosa. Hắn còn có ý định tiêu diệt tất cả các thành viên trong gia đình hoàng thân của Riku. Dùng năng lực trái Tertonomi mà biến vua Riku thành một con rối, đi khắp phố phường và chém giết chính người dân của mình. Bản thân những binh lính khác cũng bị Doflamingo điều khiển y như vậy. Hỗn loạn bao trùm toàn bộ vương quốc, vô hình biến gia tộc Riku trở thành kẻ thù trong mắt dân chúng. Còn Doflamingo, hắn bỗng chốc được tôn sùng là người hùng của Red Rosa. Băng hải tặc Don Quixote còn cướp đi sinh mạng của con gái vua Riku, công chúa Scarlet, biến cậu con rể Kiros thành đồ chơi. Công chúa út Viola thì phải chịu phục vụ dưới trướng của Doflamingo, mong chờ ngày báo thù. Khi băng mũ rơm tới Red Rosa với mục tiêu là đánh bại băng hải tặc Don Quixote, họ đã giúp đỡ gia tộc Riku lấy lại được đất nước. Luffy thì hạ gục Doflamingo, Usopp thì được xưng lên làm thánh. Khi có công lớn giải phóng những nô lệ đồ chơi, vua Riku lúc đầu cũng không tin tưởng Luffy vì cậu là hải tặc giống như Doflamingo. Nhưng sau khi được Viola thổng não và chứng kiến trận chiến giữa Luffy với Doflamingo, ông đã đặt cược mọi niềm tin vào cu cậu. Ông cũng tham gia vào phe đồng minh sau cuộc khởi nghĩa này. Nhờ đó mà vua Riku có cơ hội lấy lại được lòng tin từ người dân ở Red Rosa. Khi biết việc Luffy đã giả vờ bắt cóc Rebecca, nhưng thực tế là giúp cô thực hiện mong muốn được sống cùng cha mình, Riku lại càng thêm biết ơn của cậu não cao su. Nhờ băng mũ rơm mà nhà vua đã khôi phục lại được địa vị cho dòng tộc Riku và đưa cả gia đình hoàng gia trở về, đoàn tụ lại với nhau. Nekomamushi và Inu Arashi. Đây là hai vị vua trị vì tộc mình đời trước. Chức vị này giờ thuộc về Karos, cô bé thỏ nhỏ nhắn đáng yêu, nhưng kinh nghiệm và khả năng chiến đấu thì lại không thua kém bất cứ một chiến binh thực thụ nào. Neko và Inu đối xử với nhau như chó với mèo, mà hai ông này là chó mèo thật mà. Cả hai thường xuyên chửi lộn, dù là chuyện nhỏ nhất, đâm đá nhau khiến ai nấy nhìn vào cũng thấy rõ sự mất quan điểm. Vậy mà họ vẫn đưa ra được phương án thống nhất giờ giấc cai quản được đảo Zu cho mỗi người. Nekomamushi làm vua vào buổi đêm, còn Inu Arashi làm vua của ban ngày. Nhưng hai người lại có một điểm chung khi họ đều là thành viên của chín bào kiếm đỏ, cực kỳ tôn sùng lãnh chúa Oden và đặc biệt yêu quý nhóm mũ rơm. Sau cuộc tấn công của Jack vào đảo Zu, cả hòn đảo đã bị tàn phá nặng nề. Nhóm của Sanji đã tới cùng với Chopper trị thương cho người dân, giúp họ ổn định lại cuộc sống. Có lẽ vì đó mà sau khi anh ba bị ép phải cưới vợ, Nekomamushi đã tỏ ra thông cảm và thấu hiểu với sự tức giận của thành viên băng mũ rơm.
Neko Mamushi và Inu Arashi cũng tin tưởng rằng Luffy sẽ trở thành vua hải tặc và tiết lộ cho cậu về vị trí tấm rốt Poneglyph trên đảo. Tại chiến trường Wano, hai ông vua chó mèo cũng đã tham chiến và góp công lớn trong việc đánh bại Thiên Rách, một All Star bên phía bằng bạch thú và cũng chính là kẻ thù chung của tộc mình. Vince Mokzot rất là người đứng đầu đế chế Cờ Mà 66, một đất nước di động nhưng lại mạnh nhất trong vùng miền Bắc bởi quân đội tinh nhuệ hoàn toàn được hỗ trợ bởi công nghệ cao. Việc Vince Mokzot có thực sự là một người cha tồi hay không đến giờ vẫn còn khá gây tranh cãi. Rất thực sự xấu xa khi đã biến những đứa con của mình thành những cỗ máy chiến tranh vô cảm, đối xử tệ bạc với Sanji khi cậu bé không thể bộc lộ sức mạnh siêu nhiên như những người anh em khác. Khi cần thì lại gọi đứa con ghẻ về, dùng nó như một công cụ chính trị để thực hiện mục tiêu kết giao với bằng Big Mom. Nhiều cư dân mạng lại phân tích các kiểu rằng hành động đánh đuổi con ghẻ tóc vàng đi chỉ là để bảo vệ cho thằng con yếu đuối khỏi những cuộc chiến tranh mà Vinsmoke tham chiến thường xuyên. Bất luận như nào thì Zerd bị anh bà ghét cũng đúng. Mặc dù rất hận và căm ghét ông bố nhà mình, nhưng chút máu mủ, tình cha con trong Sanji khiến anh không muốn gia đình của mình chết dưới tay mẹ lớn. Lòng trắc ẩn biến sạn trở thành một con người trái ngược hẳn với Zerd và các anh trai. Khi thay vì chấp nhận và thờ ơ tới cái chết của mình, Sanji lại buộc gia đình phải sống và không được từ bỏ dễ dàng như vậy. Lúc Sanji nhảy xuống giữa bàn tiệc nhà Vinsmoke để cứu cả gia đình, Zerd đã tỏ ra cực kỳ sốc. Ông không thể tin được là đứa con mà ông không coi ra gì, đứa trẻ căm hận ông nhất, lại có ngày khiến ông phải trả nợ ơn cứu mạng từ nó. Sau khi được Sanji cứu sống, Zerd đã miễn cưỡng nghe theo lời anh trốn vào trong người của BG. Sau đó, khi hỏi Sanji tại sao lại cứu họ, ông vô tình biết được nỗi khổ tâm của đứa con trai bị chính cha ruột nó hắt hủi. Zerd từ đó cũng bắt đầu thể hiện sự bối rối, cảm xúc lẫn lộn khi phải đứng đối diện với Sanji, chứ không còn ra vẻ trịnh thượng, hách dịch như xưa. Zerd đồng ý với lời đề nghị của con trai là từ giờ trở đi sẽ không còn xuất hiện trước mặt hay can thiệp vào cuộc sống của anh nữa. Ông còn từng hai lần giúp đánh lạc hướng bằng Big Mom để cho băng mũ rồng trốn thoát. Và trước lúc chia tay, Zerd thậm chí còn thừa nhận ngầm Sanji là tạo vật hoàn hảo nhất trên tất cả các anh chị em của mình. Ông còn tặng cho Sạn một bộ đồ Resui để giúp anh đánh thức mọi tiềm năng trong mạ gen của mình. Và bộ hạc tàng đó thực sự đã giúp anh ba rất nhiều tại phòng tắm nữ. À mà không, tại trận đấu với Queen ở Wano Quốc. Kozuki Momonosuke, thằng dâm long 8 tuổi ngày nào chỉ biết áp mặt vào đào tiên của các mỹ nữ, nhưng trình độ dề gái thì vẫn thua thằng bố nó. Giờ đã trở thành tướng quân Wano, vị Shogun mới trị vì đất nước. Mono là một trong số ít những người đã phiêu lưu và đồng hành cùng với băng mũ rơm trong thời gian dài. Bắt đầu từ Arc Băng Hà Giác, rồi mãi tới khi đặt chân tới Zoro, cậu mới tiết lộ thân phận thật của bản thân. Cầu xin Luffy hãy cứu quê hương mình. Rồi tại Arc Wano, Momonosuke cũng đã có dịp giúp đỡ Luffy bay lại hòn đảo quỷ để tiếp tục chiến đấu với Kaido. Thằng nhóc cũng thành công tạo ra được Hỏa Vân, dịch chuyển Onigashima ra khỏi kinh đô Hoa Đô. Đóng góp của Momo trong trận đại chiến là không nhiều. Cậu bé thường chạy trốn là chủ yếu, nhưng mình nghĩ chúng ta không nên đòi hỏi quá nhiều ở một cậu bé 8 tuổi. Momo vẫn thể hiện được tinh thần bất khuất, kiên cường, không chịu khuất phục trước kẻ thù, xứng đáng với danh nghĩa người kế thừa kho báu mà Kozuki Oden để lại. Mặc dù sắp sửa bị Kaido hành hình, cậu vẫn tự hào mình là Kozuki Momonosuke, người sẽ trở thành tướng quân Wano. Xuyên suốt Arc Wano, chúng ta đã được chứng kiến sự trưởng thành của Momo. Cậu không phải là thằng nhóc 8 tuổi trong hình ảnh người lớn. Khi đô đốc Ryokugyu tới Wano, Momo cũng đã dũng cảm tự mình lao ra chặn ông để bảo vệ cho băng mũ rơm được nghỉ ngơi ăn chơi sau trận chiến. Cậu không mang tới cả sự giúp đỡ của Yamato. Momo muốn khẳng định rằng mình đủ mạnh để bảo vệ vương quốc cho ân nhân của họ có thể an tâm ra khơi. Họ đã hy sinh quá nhiều và giờ đây họ xứng đáng được giúp đỡ bởi những người mà họ đã giúp đỡ. Chi tiết này nhấn mạnh lòng biết ơn của Momonosuke dành cho băng mũ rơm là vô bờ bến. Nhờ họ mà Wano đã giành lại được độc lập sau 20 năm bị hải tặc cai trị. Nhờ đó Momo cũng đã trả được thù cho cha mẹ, rửa mối hận của gia tộc Kozuki với bè lũ băng bách thú và tộc Kurozumi. Muốn băng mũ rơm tiếp tục hành trình của họ, nhưng Momo vẫn chưa chuẩn bị để nói lời chia tay với băng mũ rơm. Cậu gian ruộng nước mắt trước lúc họ khởi hành và nhận được sự an ủi từ các thành viên. Luffy khẳng định mình coi Momo như em trai và đưa cho cậu một lá cờ hải tặc của băng mũ rơm. Hãy treo nó mỗi khi có kẻ nào quấy nhiễu đất nước, bởi tấn công Wano đồng nghĩa với việc đánh nhau với chúng tôi. Luffy said. Hành động này đánh dấu việc Wano trở thành địa điểm tiếp theo của Tứ Hoàng Luffy. Ok, tới đây video cũng khá dài rồi. Anh em còn chần chừ gì nữa mà không đến ngay với góc comment thế nào? Vân Tài Trường Phúc Thịnh, anh cho em hỏi là Lu đã dụng bao nhiêu cái răng rồi ạ? Đếm sơ sơ thì cũng cỡ 7749 cái rồi em nha. Bạn Minh Phạm, hello anh và mọi người đang xem, em có hai câu hỏi. Câu 1, nếu Luffy chết thì diễn biến sẽ ra sao? Câu 2, One Piece hồi nào mới kết thúc ạ? Nếu Luffy chết thì sẽ hết chuyện, mà hết chuyện thì One Piece kết thúc nhà em. Bạn Miêu Ngốc Nghếch,
Sanh, Luffy, ai cũng muốn trả thù. Thế ai mới là người đánh bại dầu đen thế thuyền trưởng đập chai? Anh nghĩ là Luffy hoặc bác Oda chơi lớn thì để cả hai đánh bại dầu đen cho nó oách xả loách. Và anh em đừng quên để lại bình luận để được lên TV trong những số tiếp theo. Nhấn vào nút like, share, subscribe nếu chưa làm điều đó. Và hãy luôn ủng hộ bọn mình trong những video tiếp theo nha. Bye bye. Wow. Thuyền trưởng Sam Soi mở shop mô hình anh em ơi. Tới luôn với những mẫu hot hit giá rẻ như cho. Tất cả ở link vô tả nè. Vô thôi.